là một trong những YouTuber tiên phong ở Việt Nam, anh nhận thấy những khác biệt nào giữa thế hệ blogger đời đầu và hiện giờ? Mảnh đất màu mỡ YouTuber ngày càng đông dân số. Thế hệ đầu YouTuber, đối với tôi, đó là thời của các gamer thủ du học sinh như Ejemin, Hame, Anh Huy, Toàn Senoda làm blog văn minh và có tư duy rất tây. Còn ở thời điểm hiện tại, khi người làm YouTuber chỉ quá chú trọng vào lượt view, làm mọi cách để có view, tôi cảm nhận nhiều clip không còn mang rét mức trị nội dung nữa, thậm chí bị biến tướng, gây phản cảm, tức giận tới người xem. Người ta chỉ niềm nở đến câu view chứ đâu hề niềm nở đến nội dung có ích hay không. Riêng về những gamer thủ YouTuber trẻ có fan dưới 16 tuổi, điểm hạn chế là các gamer thủ soàn chỉ kể một câu chuyện vô thưởng vô phạt, không đầu tư về mặt ý nghĩa. Đáng lo kinh hãi, phần nhiều đối tượng người xem đang sinh ra về ý thức, nhân cách, những nội dung quá tùy toàn mà lại chung có thể ảnh hưởng không ít tới cách hành xử của họ sau này. Nhìn bề ngoài, nhiều người cho rằng làm YouTuber là một công việc đơn giản không tốn công mà mang tới thu nhập khủng. Là người trong cuộc, anh thấm thía như thế nào về công việc này? Khẩu thì rất khẩu nhưng sướng lại rất sướng. Sở dĩ, hiện tại, tôi là YouTuber toàn thời gian, hoàn toàn chỉ ở nhà, ngày ngày nghĩ ý tưởng, làm video. Gần đây, tôi có một nhiệm vụ thế hệ là chăm nom con. Bạn bè nói bọn trẻ lớn nhanh lắm nên kiếm được một công việc vừa làm ra tiền vừa có thời gian chơi cùng con hiện giờ rất khó, vì thế, làm công việc này, tôi được tranh thủ ở bên cạnh con những năm đầu đời. Cũng vì có em bé xíu mà công việc cũng bị bê trễ đi ít nhiều. Khi nào bận thì rất bận, có những lúc tôi ngồi làm việc trước máy tính đến một ngày rưỡi hoặc phải gửi hiền thê con quý phái nhà ông bà chăm, nói vất vả đến kiệt sức là không ngoa. Nhưng sau chuỗi ngày như thế, tôi lại tự thưởng cho mình một tuần để đi chơi cùng gia đình. Từ một Nhật Anh trắng còn đơn chiếc đến Nhật Anh trắng lập gia đình và có con, anh có nhận thấy những đổi mới của bản thân mình trong công việc hay không? Khác biệt thứ nhất, về thời gian. Ngày trước, tôi có thời gian dông dài để suy nghĩ này kia, còn hiện giờ, nói bận mà không biết mình bận những gì, từ sáng đến tối toàn những việc không tên, liên quan bên con là hết ngày. Trở kinh hãi về mặt thời gian đã khiến tôi thất hứa khá nhiều với khán giả về việc lên sóng các clip cá nhân. Khác biệt thứ hai, về tư tưởng. Sau khi làm bố, tôi cảm thấy mình chững chạc hẳn lên, chín chắn, biết nghĩ nhiều hơn cho gia đình. Mặc dù các item làm trước đó đều hạn chế nói tục chửi bậy nhưng làm bố rồi, tôi thiết nghĩ mình phải làm việc văn minh hơn, tiết chế hơn. Mới đây, tôi cũng lập một kênh YouTube thế hệ đơn thuần xoay quanh việc mấy ông bố chơi đùa với con, chăm con, cho con ăn, thay bỉm cho con. Happy đắc sát nhau với cuộc sống chứ không nặng nề này về nội dung, không thích làm những đau to bố lớn, nghiêng về cảnh tỉnh xã hội như định hướng kênh Nhật Anh trắng trước kia. Phải chăng khi đã làm bố rồi, Nhật Anh trắng thích hai từ ổn thỏa hơn? Thú thực, tôi là một người rất kinh hãi sự ổn thỏa vì nó giam cầm sự phát triển cá nhân. Những ai dám từ bỏ sự ổn thỏa để đi tìm những cái lớn lao hơn, liều ăn nhiều sẽ được hưởng những điều xứng đáng. Nhưng, cũng phải kể đến, từ khi có con, tôi cũng thích sự ổn thỏa. YouTuber là một ngành nghề ôm lê nên ít nhiều đi theo xu hướng, một số người có hỏi tôi định theo đuổi nghề này suốt đời à. Tôi cũng chưa biết mình sẽ chuyển quý phái nghề gì nếu không làm YouTuber. Nói về hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc với công việc này dù có lúc nhiều GSG, lại có thời gian chăm con, thu nhập đủ nuôi gia đình và một chút danh tiếng để có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Áp lực công việc liệu có soàn sinh ra đối với một YouTuber kỳ cựu như Nhật Anh không? Ngày trước, mình làm clip gì thích, không có áp lực kiếm tiền, hỏng thì sửa lại. Còn hiện giờ, mình kinh hãi những item sao không vượt lên được so với những item trước. Khi mình đã có một chỗ đứng nhất định rồi, mình còn có áp lực phải đảm bảo doanh thu, kinh hãi làm hỏng làm sai nên phải trau chuốt nhất có thể. Dưới góc nhìn của cá nhân, theo anh đâu là những mặt tối của nghề làm YouTuber một trong số những công việc đang quan nhất hiện giờ? Để mà nói, ai cũng thích xem những chương trình được giật tít câu gì, gây sốc hơn là những chương trình được đầu tư hay ho nhưng buồn tẻ đối với họ. Tính ngay trên truyền hình, mình cũng ưa lựa chọn những chương trình giải trí hơn là những chương trình chính luận khâu khan. Nên, có thể vì thế, đoạn đường tới nút vàng YouTuber của tôi khá trung chuyên. So với nhiều gamer thủ YouTuber thế hệ, tôi mở màn làm từ năm 2012, các ý tưởng của tôi hiện giờ cũng khó mà trẻ hóa được vì mình thuộc một thế hệ khác rồi.
thị trường Bảo Hòa người ta có quá nhiều thứ để xem, mảnh đất mở màn chật chỗ. Làm công việc này, bản thân tôi nhiều lúc cũng tự nghi vấn chính mình sẽ theo đuổi nó đến bao giờ, liệu đây có phải là quyết định sai không, khi nào mình đổi mới định hướng sự nghiệp, bởi lẽ, công việc này hoàn toàn phụ thuộc vào nền tảng xã hội. Đến cầu thủ bóng đá hay ca sĩ cũng chỉ có độ tuổi làm nghề nhất định. Đó là một mối lo kinh hãi. Hơn nữa, làm YouTuber là gamer thủ phải chịu được sự cô đơn. Tôi có hiền thê con hiểu được công việc của mình, nhưng những gamer thủ YouTuber, phần nhiều chưa lập gia đình, tự mình gây dựng công việc. Những người xung quanh không hiểu sẽ tỏ ý tê bai, khinh rẻ, thậm chí phản đối công việc này, tại sao không đi làm mà chỉ ở nhà. Một clip chỉ dài 2 đến 3 phút mà có khi chúng tôi phải mất đến nửa tháng trời để nghĩ ý tưởng. Trực tiếp cầm tay vào làm việc, từ lên kịch bản đến phát triển clip, chúng tôi đã phải bỏ rất nhiều thời gian và công phu cho một lần lướt qua của người xem. Trở lại khoảng thời gian tên tuổi Nhật Anh trắng thế hệ được chú ý, sau một đêm biến thành người nổi tiếng, hẳn nhiên cảm rét giống như lân lân đi trên mây nhỉ. Tôi vui vì mọi người biết đến mình nhưng cũng có lúc buồn và suy sụp lắm. Bạn bè bình soàn chê, mình đã cảm thấy chán rồi, ý thế mà, toàn những người lạ ơi là lạ, không hề biết mình, chê mình, chửi cả bố mẹ mình một cách vô lý. Sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy họ không liên quan đến mình nên tôi kệ thôi. Dù rằng mục tiêu công việc của tôi là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người nhưng tôi biết, điều đó khó. Đến hiện giờ, chỉ cần khi tôi cố gắng hết sức, luôn có một cộng đồng ủng hộ, tôi cũng cảm thấy vui. Còn sự có mặt của anti-fan, tôi chấp nhận một cách thoải mái. Giữa đam mê và tiền bạc, anh lựa chọn thứ gì? Tôi vừa chạy theo đam mê vừa chạy theo tiền cười lớn. Bản thân tôi vẫn thúc đẩy mình nối tiếp làm YouTuber bởi vì có quá nhiều người đời đầu bỏ lốt. Tôi luôn giữ một tâm niệm là mình cần trụ lại đất này, nếu giữ lại một điều gì đó của thế hệ lốt dơ diệt đầu tiên dù có thể nhiều người chưa biết sự hiện diện của tôi trong nhóm này. Nội dung YouTuber hiện giờ còn lộn xộn, nhiều lúc tạp nham, vì thế, tôi muốn mình giống một chứng nhân lịch sử, tức là một anh hùng sinh ra từ ngày xưa và sống sót đến hiện giờ. Trước khi biến thành một YouTuber, anh có nghĩ mình sẽ là freelancer như hiện giờ không? Tôi đã từng đi làm ở văn phòng đấy. Tổng cộng là 2 năm ở một tập đoàn lớn. Có Nhật Anh ngày hôm nay cũng nhờ vào sự trưởng thành, đi làm trong môi trường kỷ luật, có khung phép ấy. Đó là một môi trường tôi luyện rất tốt, có thể nhiều người sẽ nghỉ việc và chuyển đi nhưng không thể phủ nhận quá trình làm việc ở đó làm cho tôi có những suy nghĩ khác, chín chắn hơn về cuộc sống. Làm freelancer có sự buông lỏng bản thân nhưng tôi vẫn giữ được những nghề bếp cũ khi làm việc. Điều tốt nhất gamer thủ nên làm cho tuổi trẻ của mình là đi làm thuê. Bạn sẽ nhận được sự kỷ luật, sự trau dồi tốt nhất có thể. Nếu tuổi trẻ đã quá quen với sự tự do sớm, gamer thủ sẽ khó ép mình vào khuôn khổ khi cần. Đủ lông đủ cánh rồi phá khung, làm điều mình thích, chưa bao giờ muộn cả. Còn trẻ, chưa bị áp lực tiền bạc đè nặng nề, gamer thủ càng làm nhiều, càng gia dấp và lớn hơn. Vì thế, tôi hiện giờ có thể làm từ A đến, nghĩ ý tưởng, lên kịch bản đến quay phim, dựng phim, thu âm. Nếu không trải qua khoảng thời gian đi làm ở công ty, tôi sẽ khó có thể nhận được một lượng kiến thức nhất định. Hơn nữa, đối với một côn, ăn hiểu về truyền thông sẽ mang tới cho gamer thủ một lợi thế nhất định. Tuổi trẻ, đừng dội mưu cầu sự sung sướng. Từ một công ty lớn, giàu tính kỷ luật ra làm freelancer, bước chuyển biến chợt ngột ấy có làm anh choáng. Đối với tôi, khoảng thời gian ra quyết định thế hệ đáng nhấn mạnh. Tôi có ý tưởng nghỉ việc từ nửa năm đến một năm, suy nghĩ đau đầu rồi nhưng vẫn không dám thực hiện. Trong mắt mọi người, mình đang được trả lương đều đặn, mức lương lại không tệ, cuộc sống khá ổn thỏa và trong mắt bố mẹ, mình đang đi làm như một người bình soàn. Bây giờ, đùng một cái nghỉ việc ở nhà, quyết định vô cùng khó. Tôi đã đắn đo rất nhiều và sau đấy đã quyết tâm nộp đơn vì mình còn trẻ. Bù lại, tôi tự giới hạn cho bản thân 6 đang một năm được thoải mái thử sức, tập trung vào lĩnh vực mình thích, nếu công việc không suôn sẻ, tôi sẽ trở lại đoạn đường cũ. May thay, tôi đã thắng lợi và làm freelancer như mọi người thấy. Trên vị thế của một YouTuber đã thắng lợi, có tiếng tăm nhất định, anh có lời khuyên nào đối với các gamer thủ đã, đang và sắp có ý muốn tham gia vào mảnh đất màu mỡ này không? Chẳng có công thức thắng lợi nào dành cho tất cả vì mỗi người phát triển theo một định hướng khác nhau.
chủ đề xuyên suốt các clip của tôi hầu hết đều liên quan tới một sự kiện hay một vấn đề xã hội nổi cộm, từ đó tôi đưa góc nhìn của bản thân vào đánh rét mướt để khán giả có cái nhìn đa chiều hơn. Bây giờ, nhiều gamer thủ làm nội dung trên YouTube dễ lắm, chỉ cần dùng một chiếc máy tính bảng quay lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày hay một buổi đi chơi rồi đăng lên. Tuy nhiên, muốn làm một YouTuber được đánh rét mướt cao, điều trước nhất, gamer thủ phải có nền tảng kiến thức nhất định. Giải pháp là đọc nhiều, gamer thủ không thể chỉ đọc sách mà còn phải dành thời gian để đọc trên mạng xã hội, không chỉ đọc mỗi câu chữ, từ ngữ mà còn phải đọc được cả tư duy của các bài viết. Một YouTuber nổi bật phải làm cho người xem cảm nhận được rét mướt trị nội dung qua từng item mình làm. Hãy cứ làm những điều gamer thủ giỏi nhất, tự tin nhất. Với tôi, YouTube vẫn là một sân chơi thú vị, dù rằng nhiều người nói nó đã bão hòa. Nếu gamer thủ yêu mến và mong muốn được thử sức mình ở lĩnh vực này, tôi chỉ biết khuyên gamer thủ cứ thử thôi. Nhiều người lại hỏi tôi khi nào nên thử, tôi trả lời ngay hiện giờ cũng không sao. Giống như tôi ngày trước, tôi thử với tất cả những gì mình đang có trong tay, với một chiếc máy tính bảng để quay, với một chiếc khăn để quấn lên đầu, rồi dần dần nếu đáng đầu tư và hợp lý, mình sẽ bước ra đe lên. Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.